quý vị trong chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9 vào lúc 7 giờ 15 phút sáng. Quý vị thân mến, trong cuộc sống của chúng ta thì hầu như ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống đầy đủ vật chất. Bên cạnh đó thì không phải lo lắng gì về vấn đề tiền nong. Tuy nhiên phải làm như thế nào khi mà chúng ta quá phụ thuộc vào giá trị vật chất mà quên đi những giá trị khác? Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đến từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly. Kính chào quý vị khán giả. Và bây giờ thì Thảo Ly xin mời quý vị đến với đoạn tình huống sau. Alo, anh Phong hả? Anh gọi cho em có gì không? Sao? Nè, anh không còn một cái chỗ nào khác để đi ngoài cái chỗ đó hả? Sao lần nào anh cũng dám đi chỗ đó hả? Cái chỗ nào mắc tiền với lại sang trọng xịn hơn xíu được không anh? Cái gì? Tạm biệt anh nha. Ủa em, Phong gì đó nó tính đeo đuổi em hả? Thì cái anh Phong mà lúc trước em nói với anh đó, ảnh cua em lâu rồi, nhưng mà em không có chịu. Anh nghĩ coi, em xinh đẹp vậy nè, sao mà em có thể chấp nhận quen với một cái người nghèo nàn như ảnh? Ảnh không có gì cho em hết trơn á. Trời, cái thằng Phong đó có gì hơn anh đúng không? Ảnh cũng không có giàu bằng anh nữa. Em nghe điện thoại cái nha. Alo, anh Huy hả? Em nghe nè. Đi đâu? Thôi em không có đi đâu. Anh, nói nghe nè, bây giờ quần áo của em cũ hết rồi, hay là anh dắt em đi mua quần áo mới đi. Cái gì? Tháng anh này anh phải để dành tiền để anh đi mua quà sinh nhật cho má của anh, không thể nào mua đồ cho em được hả? Nè, vậy thì anh dắt má anh đi chơi với anh đi nha. Bye. Ủa em, có chuyện gì vậy? Thì cái ông Quy đó, cái ông Quy mà đeo đuổi em từ đó giờ đó. Anh nghĩ sao mà lần nào hả, ổng cũng rủ em đi chỗ này chỗ nọ mà không bao giờ mà ổng sắm sửa cho em cái gì hết trơn á. Mà em có đòi gì đâu, bữa hổm đi biển em đòi 20 cái đầm maxi với lại mười mấy cái nón rộng vành để em đi biển hả, ổng cũng không cho nữa. Bởi vậy á. Anh thấy đàn ông gì mà keo kiệt ghê. Đúng, không? Đúng, keo kiệt quá. Mà phụ nữ á là người ta thích làm đẹp đúng không? Mà làm đẹp để làm chi? Để cho những cái người xung quanh họ đi kế bên họ hãnh diện gì họ. Vậy mà ổng cũng không chịu nữa. Một mình gì đâu. Em, nếu như mà anh tặng quà cho em rồi anh mua đồ cho em có đi chơi với anh? Anh tặng quà cho em thiệt hả? Ừ. Vậy anh tặng cho em gì vậy? Đây, tặng em. Anh tặng cho em thiệt hả? Ừ. Ủa mà sao tự nhiên anh biết em thích màu tím mà anh tặng hồng màu tím cho em vậy? Trời ơi, mở ra coi đi. Em mở nha. Ừ. Trời ơi, đẹp quá à. Sao mà anh biết điện thoại cũ của em sắp hư rồi anh tặng em nguyên một cái điện thoại mới vậy? Trời, cái này chắc là mắc tiền lắm đúng không anh? Trời ơi, cái này đâu có mắc đâu em ơi, đó với anh là không mắc. Trời ơi, em thích quá à. À, nhưng mà em nè, tặng quà cho em anh có một điều kiện. Điều kiện gì? À, tối nay á, em có thể đi chơi với anh với mấy đứa bạn của anh được không? Với anh? Ừ. Rồi còn mấy người bạn của anh nữa hả? Hả? Yên tâm đi, tụi nó vui tính lắm. Mấy người bạn của anh đó có phải là đại gia không? Đương nhiên, anh là đại gia thì bạn anh đa số đều là đại gia hết. Trời ơi, vừa được tặng quà nè, rồi hả lo cho em từ A đến Z mà còn dắt em đi chơi nữa. Ừ. Em chịu liền. Vậy quyết định vậy ha. Vậy chiều nay 4 giờ anh sẽ tới trễ em đi chơi rồi sẵn mua đồ cho em luôn vậy ha. Dạ. Dạ thưa ba, mới về. À, con ngồi xuống đây bà ơi. Cái gì mà ba gọi con về gấp như vậy? Không. Dạ. Con học cái gì mà điểm của con như thế này nè? Sao mà tuột dữ vậy con? Ba, mấy cái này là kiến thức trường lớp, đâu có áp dụng gì được trong thực tế đâu. Mà không áp dụng được thì mình học chi ba? Con nói vậy đó mà con nghe được hả? Con không học thì làm sao con ra trường? Con không học thì làm sao lại là con có nơi có chỗ để cho con làm, con nuôi thân con. À trời ơi, tưởng cái gì ba. Ý là ba lo cho con, là ba sợ không ai nuôi con đúng không? Ba đừng có lo nữa, con nói cho ba nghe nha, kể từ bây giờ là ba không cần lo cho con.
Bây giờ con có anh Quang rồi. Anh Quang ảnh yêu con lắm. Ảnh hứa với con là ảnh sẽ ảnh lo cho con nè, rồi ảnh dắt con đi chơi, rồi ảnh còn cho con tiền xài nữa ba. Nói chung là bây giờ là con không có cần phải làm cái gì hết, con cũng có người cung phụng cho con nữa. Con gái ba được sung sướng vậy ba không mừng cho con hả? Ba la con hoài. Con mới nói cái gì nè? Dạ. Có phải thằng Quang nó bỏ bùa con không? Ba muốn cho con phải dứt khoát ngay với thằng Quang bây giờ. Cũng tại vì thằng Quang mà con bỏ trường. Cũng tại vì thằng Quang mà bây giờ con suy nghĩ những cái linh tinh của con đó. Con biết không? Con à, ở đời không có ai cho không ai bao giờ đâu con. Thì đúng là không ai cho không ai bao giờ. Nhưng mà anh Quang anh yêu con. Anh chấp nhận làm vậy bởi vì anh yêu con. Nói chung là con có chia tay với anh Quang đâu. Con đừng có bao giờ con nghĩ rằng thằng Quang nó thương con. Ba không có biết gì cái chuyện tình cảm của tụi con. Ba đừng nói vậy. Con nhất quán có chia tay với anh Quang đâu. Với lại con đi với thằng Quang là con sẽ ân hận suốt cả một cuộc đời. Con biết chưa? Con không quan tâm nữa. Kể từ bây giờ con nghỉ học. Rồi con cưới anh Quang rồi con về sống chung với anh Quang luôn. Quệt, ba đừng có cản con nữa. Không, không, không. Ba muốn con đi thì con đi cho ba vừa lòng. Con đi đâu? Thì con qua nhà anh Quang con ở. Ba đừng có gọi, ba đừng có kiếm con chi nữa hết á. Trời ơi. Alo. Alo. Anh Quang hả? Anh bây giờ anh qua anh đón em đi. Em vừa mới cãi với nhau với ba em xong. Bây giờ em không có muốn ở nhà nữa. Anh qua anh chở em đi đi. Gì vậy? Sao tôi phải qua đón cô? Cô bây giờ đâu còn giá trị với tôi đâu. Hả? Sẵn đây thông báo cho cô biết luôn ha. Tôi có người mới rồi ha. Quay trẻ trung xinh đẹp hơn cơm nhiều. Quay cũng không giỏi dính à, tôi phải mua cái này cái nọ nữa. Lại còn biết chiều chuộng tôi nữa. Cô thì khác. Nhưng cô chỉ biết đánh tiền của tôi thôi à. Tôi không có khờ khảo gì đâu. Chẳng có lý do gì mà để tôi tiếp tục quen cô hết. Nè, đừng gọi điện tôi nữa. Được nha. Anh Quang. Anh Quang. Anh Quang. Anh Quang. Alo. Tự nhiên cái anh bỏ em vậy là sao vậy hả? Em không có chịu đâu. Có nghe lời ba chứ con? Ba. Thưa tiến sĩ Hiếu, lý do tại sao mà bây giờ một số bạn trẻ nhất là một vài chị em gái lại có quan niệm là lấy chồng thì phải lấy chồng giàu, đặt cái giá trị vật chất lên hàng đầu ạ? Thật ra thì không phải một vài đâu, mà tôi nghĩ rằng trong thâm tâm của các cô gái thì thường sẽ cũng rất là quan trọng cái chuyện người yêu mình nghề nghiệp ổn định, có thu nhập ổn định, nhà cửa ổn định, hoặc là có một cái nguồn thu nhập vừa đủ để có thể lo cho cuộc sống gia đình. Dạ, anh nói thì em ngại ghê, nhưng mà thật sự là Thảo Ly thấy Thảo Ly cũng có cái mong muốn đó. Ừ, thì thật ra điều đó là rất là tự nhiên thôi. Dạ, tự nhiên như thế nào? Nói để mà Thảo Ly cũng như là các chị em bớt ngại ngần ạ. Bởi vì đây là cái mong muốn tự nhiên đúng không anh? Đúng rồi, thật ra là mình xét dưới góc độ bản năng trước đi ha. Thì bản năng của người phụ nữ đó chính là sinh con và chăm sóc gia đình. Mà khi mà người phụ nữ họ mang thai hoặc sinh con, họ chăm sóc gia đình thì họ rất là khó ra ngoài để họ làm kinh tế. Cho nên chính người chồng sẽ là người phải đi kiếm kinh tế về để mà lo cho vợ, lo cho con. Và như vậy thì chính cái điều kiện kinh tế của ông chồng sẽ khiến cho người phụ nữ cảm thấy yên toàn hơn, an toàn hơn khi mà họ mang thai, họ nuôi con lớn lên. Thì như vậy cái việc mà chủ dự tài chính sẽ là một yếu tố gây cái sự an toàn. Vì vậy cho nên đó là một trong các tiêu chí quan trọng khi các bạn gái tìm kiếm một cái chỗ dựa cho mình. Nhưng mà có một cái số trường hợp thì mọi người nói rằng là một cái túp liều tranh hai quả tim vàng thì bây giờ quá xưa rồi, không còn phù hợp nữa. Vật chất mới là cái điều tiên quyết, thì anh nghĩ như thế nào ạ? Quan trọng là cái cặp đôi đó muốn gì, cái nhu cầu của mỗi con người. Ví dụ như có một cặp đôi là họ sống trong nhà tranh quen rồi, họ thấy nhà tranh cũng bình thường thôi, ở nhà tranh cũng mát, khỏi cần phải lo. Thí dụ như là những cái ông chủ mà tập đoàn lại thế, ổng phải điều khiển nguyên cục đế chế trong tay thì ổng rất là nặng đầu. Mệt lắm, thôi em ở nhà tranh được rồi, nó mát mẻ lắm, em cần phải không cần phải lo nhiều. Như vậy em ở nhà tranh quen và bây giờ em có thêm trái tim vàng nữa thì càng tốt. Như vậy là họ vẫn có thể chấp nhận một cuộc sống mà thanh bần, rất là giản dị. Tuy nhiên có những người mà họ ở nhà lầu quen rồi mà bây giờ kêu kết hôn xong xuống ở nhà tranh thì họ có thể họ không chịu nổi.
Như vậy quan trọng thứ nhất là nhu cầu của mỗi con người. Bạn cần là nhà lầu hay là bạn vẫn có thể chấp nhận nhà tranh. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng không phải là nhà tranh mà là một cái căn nhà đủ để ở. Một căn nhà nó đủ an toàn, nó ổn định là được, không nhất thiết phải nhà quá to. Nhưng cũng không nên là căn nhà quá dột nát. Vì nếu như căn nhà quá dột nát thì nhiều khi mưa xuống thì chúng ta phải hứng chỗ này, chúng hứng chỗ kia. Chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống mình nó cùng cực quá, rồi cái cảm xúc con người nó không được thoải mái, rồi lại mặt nặng mày nhẹ với nhau, rồi con cái không được học hành, không được ăn uống đầy đủ, thì như vậy cũng không ai hạnh phúc. Cho nên là chúng ta vừa đủ sống thôi. Có thể là giàu thì tốt, còn nếu không thì thôi, vừa đủ sống là được. Và cũng không nên đặt ra một cái mục tiêu quá cao về mặt tài chính ở ông chồng của mình. Bởi vì thực ra có rất nhiều ông chồng cũng giàu có nhưng mà không thương mình, ông xem mình như là một cái món hàng giải trí thì sao? Tôi thấy rất là nhiều đại gia khi mà kết hôn với một cô kiều nữ về thì kết hôn một khoảng thời gian, ông đại gia này ông chán xong là ông hành hạ cô kiều nữ, ông xem cô kiều nữ giống như là cái món đồ, vì vậy cho nên là rất là tội nghiệp. Thì rõ ràng là nó không có tình yêu trong đó mà nó chỉ có nhan sắc trong đó hoặc là một sự đổi chác thôi. Thì như vậy nó không có, hôn nhân nó không có bền vững lâu dài. Hoặc là ví dụ như tôi có quen một cái cặp vợ chồng, cặp này cũng thu nhập khoảng chừng 10 mấy triệu một tháng cũng đủ sống thôi. Thì cặp vợ chồng này thường xuyên đi du lịch với nhau, hay chụp cái cảnh là hai vợ chồng làm bánh chung nè, bữa cơm ăn gia đình chung nè, rồi hai vợ chồng thỉnh thoảng là lâu dắt nhau đi xuống miền Tây đi du lịch, hai vợ chồng làm nhà báo đó. Thế cho nên hai vợ chồng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi thấy là rõ ràng hình của hai người đó đăng lên là cảm thấy rất là hạnh phúc, ấm áp bên nhau. Nhưng tôi cũng quen một cái cặp vợ chồng là chủ tịch của một tập đoàn, ông chồng là chủ tịch tập đoàn. Yeah. Thì như vậy ông chồng với bà vợ là đấu đá với nhau về chuyện giành giật tài sản, thậm chí là ông stress mức mà đầu ông không còn tóc luôn nữa. Và rõ ràng rằng nhiều tiền trong tay nhưng mà không thương mình, hoặc là nhiều tiền trong tay nhưng mà phải chịu một trách nhiệm quá lớn. Thì như vậy nó có liệu, nó có mang đến hạnh phúc gia đình không? Nếu như tôi chọn, tôi vẫn chọn giống như cặp vợ chồng phóng viên kia, ở hạnh phúc bên nhau, lương vừa đủ sống. Thì như vậy nó cân bằng được cái cuộc sống của mình, nó mang đến cái hạnh phúc cho mình. Vậy là trong trường hợp mà anh chia sẻ thì một túp liều tranh hai quả tim vàng vẫn hơn là một ngôi nhà bằng vàng nhưng mà trái tim thì chỉ bằng tranh thôi, rất là dễ mỏng manh, dễ vỡ và không có sự hàn gắn. Thì thưa anh, như vừa rồi Thảo Ly có chia sẻ là mặc dù chị em chúng tôi thì không còn ngại ngần nữa với cái mong muốn là thật sự có một người đàn ông vững chắc về kinh tế để đảm bảo tương lai, nhưng mà cũng không phải vì lý do đó mà chúng ta vịnh vào và chúng ta chỉ chăm chăm vào những người mà chỉ có giá trị vật chất ở bên ngoài, đúng không anh? Đúng rồi, theo như là trong cái việc mà kết hôn, trong đời sống hôn nhân thì nó có nhiều tiêu chí. Chẳng hạn tình yêu luôn luôn sẽ là số 1 vì đó là nền tảng hôn nhân. Không có tình yêu là coi như cái này không phải là hôn nhân mà chỉ là một cái cuộc đổi chác bán mua, một cái cuộc trao đổi nào đó thôi. Tôi bán nhan sắc, ông trả cho tôi tiền, tại là như thế. Thì vậy đó không phải là hôn nhân mà nó chỉ là một cái mối hệ giao dịch trao đổi. Thì như vậy tình yêu sẽ phải là tiêu chí số 1, còn tiêu chí 2, 3, 4, 5 thì tùy mỗi người. Thí dụ như là có người tiêu chí thứ hai sẽ là kinh tế, nhưng mà cũng chỉ phải đứng vị trí thứ hai thôi. Có người tiêu chí thứ hai đó chính là sự tinh tế, có người chọn tiêu chí thứ hai đó chính là sự chung thủy, có người chọn tiêu chí thứ hai đó chính là đẹp trai, có người chọn tiêu chí thứ hai đó chính là người này lãng mạn, sức khỏe gì thế. Thì vậy cái tiêu chí 2, 3, 4, 5, 6 bạn có thể tùy chỉnh và vật chất có thể là đẩy vị trí số 2 cũng được. Tuy nhiên cái số 1 vẫn phải luôn luôn, đó chính là tình yêu chúng ta với nhau, phải đến với nhau vì cảm xúc thật sự thì cái mối hệ nó mới bền vững. Còn nếu như đến với nhau vì nhan sắc, đến một ngày nào đó bạn không còn nhan sắc thì sao? Thì ông ấy sẽ bỏ bạn thôi. Còn nếu như bạn kết hôn với một người đến với bạn vì tiền thì đến một ngày bạn sa cơ lỡ vận, bạn không còn tiền thì sao? Thì bạn chỉ có một mình thôi. Nhưng bạn nếu bạn kết hôn vì tình yêu thì khi nhan sắc không còn, tiền bạc không còn thì tình yêu vẫn có thể còn. Dạ, vậy là Thảo Ly hình dung nếu mà chúng ta kết hôn bởi vì cái giá trị bên ngoài thì người ấy cũng vì cái giá trị bên ngoài của chúng ta. Ví dụ chúng ta có nhan sắc, người kia thì có vật chất. Sau này khi mà nhan sắc của chúng ta không có thì có khả năng là chúng ta bị lỗ trong cái cuộc hôn nhân đã tính toán trước đây. Vậy với những cô gái mà chưa có ý định lập gia đình hoặc chưa đến cái tuổi lập gia đình bởi vì Thảo Liên nghĩ là chuẩn bị lập gia đình thì nếu mà chúng ta thay đổi ngay lúc đó cũng quá muộn. Vậy ngay từ bây giờ thì các bạn gái nên trang bị những cái giá trị gì để có thể lấy được một người chồng mà phù hợp với mình, có thể yêu thương mình Đầu tiên với những cô gái mà cũng quan trọng giá trị vật chất thì xin chia sẻ là những người giàu họ cũng rất là thông minh. Bởi vì họ thông minh họ mới có thể giàu được, trừ trường hợp là nhận thừa kế thôi. Thì thường những người họ giàu tự thân thì họ sẽ có trí tuệ. Yeah. Cho nên là nếu như bạn là một cô gái không đầu tư vào trí tuệ và tâm hồn của mình thì có thể là bạn sẽ hầu như không thể nào giữ được cái tình yêu này được.
Cho nên ngay chính bản thân bạn, nếu như bạn có nhiều tiêu chí, bạn có sắc đẹp, bạn có trí tuệ, vân vân, thì bạn có quyền đòi hỏi đối phương. Và ngược lại thì sẽ là không. Bên cạnh đó nữa, nếu như bạn kết hôn với một người chỉ vì tiền bạc của họ, thì họ sẽ có khả năng kết hôn với bạn chỉ vì một cái gì đấy của bạn thôi. Thì cái mối quan hệ đó nó sẽ trong vòng 1 năm, 2 năm, rồi cái gì nó cũng sẽ nhàm chán. Và khi nhàm chán rồi thì hai bên lại đổ vỡ với nhau, thì lúc đó bạn cũng sẽ là người bị tổn thương. Và đôi khi chúng ta kiếm một người kết hôn không phải là để chúng ta lấy tiền, vì tiền chúng ta tiêu cũng hết. Nhưng chúng ta kết hôn là để kiếm một người có thể chia sẻ với mình trong cuộc sống hàng ngày, để cảm thấy mỗi ngày thức dậy chúng ta quay sang nhìn người bên cạnh, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Để mà có một cái người đi cùng với chúng ta đến cuối cái con đường đời này. Con cái sẽ xa rời chúng ta, nó sẽ đi theo vợ theo chồng nó. Ba mẹ cũng một ngày nào đó cũng sẽ tạm biệt chúng ta. Anh chị em thì sẽ có gia đình riêng, thì chúng ta sẽ đi với ai đây? Chỉ có một mình chúng ta lẻ loi trong cuộc đời thôi. Và chỉ có một người có thể đi với chúng ta cho đến tuổi già, đó chính là người bạn đời. Vì vậy cho nên hãy lấy một người nào có thể đi đồng hành với mình, ở bên cạnh mình, đứng lại chờ mình, chứ không phải là lấy một người nào có nhiều tiền. Bởi vì tiền nó cũng có thể đến một ngày nào đó nó cũng sẽ hết đi. Mà nếu như có tiền nhưng người đó xem mình giống như một con rối, như một con búp bê, như một món đồ chơi, thì rõ ràng rằng chúng ta cũng không thể nào có hạnh phúc được các bạn nhé. Cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Thông qua sự gợi ý và những cái bí quyết để làm sao chúng ta có một cái cuộc hôn nhân thật là hạnh phúc, hoặc là chúng ta sẽ sẵn sàng chờ đón một người đàn ông, một người bạn đời, người bạn phối ngẫu thật là ưng ý, thì trước tiên chúng ta hãy xây dựng những giá trị ở bên trong. Xin cảm ơn anh một lần nữa với những gợi ý hết sức là hữu ích cho tất cả chị em phụ nữ của chúng ta, phải không ạ? Cảm ơn Thảo Ly. Và xin tặng quý vị một cái câu chuyện, đó chính là Michelle Obama, vợ của Tổng thống Obama trước đây. Thì khi mà phóng viên hỏi rằng, thưa bà, bà có cảm thấy như thế nào, tự hào, vinh hạnh khi lấy một cái người mà vĩ đại như là ông Obama hay không? Thì bà Michelle Obama, bà mới mỉm cười rất là tươi và nói rằng, bởi vì nhờ lấy tôi cho nên ông ấy mới trở thành Tổng thống. Nghĩa là một cái người vợ rất là trí tuệ, một người vợ là một cái người mà đôi khi sẽ giúp cho chồng mình tỏa sáng và trở nên giàu có, trở nên quyền thế trong tương lai. Và chính chúng ta lấy một người chồng không phải chúng ta nhìn cái hiện tại, mà chúng ta còn có thể nhìn thấy cái tiềm năng của người chồng đó. Và chính chúng ta sẽ là người bật cái tiềm năng đó lên, và lúc đó hai vợ chồng sẽ trở nên hạnh phúc bên nhau mà cuộc sống cũng có thể đủ đầy. Thì cái thực sự cái giàu có đó sẽ là giàu có bền vững đến từ cả hai. Vâng. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.